Bởi vì là em có mượn được bạn em cái này. Đây. Mượn được bạn em cái này. Và em kiểm tra thấy thì cái này cảm giác nó không ngon bằng. Cái này. Cái màu trắng mà bạn em mua tổng khoảng 8-900 ấy. Vâng, xin chào các bác. Hôm trước thì em lại có review bóc hộp cái tai nghe Jabra Elite Sport giá chỉ có hơn 1 triệu này các bác xem nhá. Mà tại vì là cái tai nghe AirPods 2 của em nó bị hỏng ấy, thế thành ra em mới mua cái này. Nhưng mà em quên mất là em cũng đặt cả cái này nữa. Đây. Thế thành ra hôm nay nó lại về thêm cái này. Và thôi, đã đặt rồi thì cứ lấy vậy. Đây là phiên bản tai nghe Made Black AirPods Pro các bác nhá. Mà không biết chính hãng có màu đen chưa nhỉ? Chính hãng màu đen chưa? Mà em thấy mấy ông bán cái hàng rep nó đã có màu đen rồi. Đấy, giá chỉ có 593.000 thôi, 500 quả là 594.000 đi. Rồi, một chiếc tai nghe AirPods Pro với giá với cái màu rất là đặc biệt là màu đen. Mà thực sự là em không biết là chính hãng nó có hay chưa. Đấy, em chỉ biết là hàng rep có rồi. Thế là bây giờ em mua này về. Mà em quên mất, em đặt cả cái này nữa. Thế bây giờ này em có hai cái, bây giờ em cứ bóc cái này nhá. Đây. Cái này thì nó lại cũng từ Trung Quốc về mà lại không đóng gói kiểu cúi màu xám đâu mà đóng gói bằng hộp bình thường như thế này. Đấy, cũng giống như ở Việt Nam. Đây, cho các bác xem lại này. Đây, nó ghi nhá, là sản phẩm này là AirPods Pro. Có GPS, có thể thay đổi tên và có sạc không dây. Bluetooth 5.0, đó, có màu black. Và có một cái cách nữa. À, đây nó ghi là cách black hay là cái mỏng black nhỉ, em không rõ lắm. Rồi, bây giờ em sẽ cứ mở hộp vào nhá. À, hộp màu đen, hộp màu đen. Có lẽ là hôm đấy là buổi tối các bạn nên không để ý. À, tặng theo một cái cách. Đây. Đó, hộp màu đen này. Cũng kiểu không có gì cả. Đấy. Tặng theo một cái cách màu đen, một cái hộp bao đựng màu đen. Đó. Cái này là nguyên siêu nhá. Cái này cũng sẽ là sạc không dây. À, xung quanh hộp thì nó không có một cái gì cả, nó chỉ cái hình màu cái tai nghe màu đen ở trên này. Cũng không có một cái gì cả. Rồi bây giờ bác xem nhá. Bác luôn xem nào. À, các bác có thể nhìn thấy nhá. À. À, cái em nhớ không nhầm hồi em mua cái tai nghe AirPods 2 rep thì trên này nó có túi nó ghi rõ là cũng giống Apple á. À, đây là bằng tiếng Trung Quốc này. Tay cái giờ bằng tiếng Trung Quốc à, cái kia nó bằng tiếng Anh thôi. À. Đây, tai nghe đây nhá. Đấy, màu đen kỳ kịt luôn. Đây, phụ kiện cũng giống một chiếc tai nghe Pro xịn. Cũng giống, ôi, rơi lủng củng luôn. Em vừa nhắc là rơi lủng củng luôn. Đây, nó có 4 size. Cái kia ở kia chắc là size M, size S, size L thì ở đây. Đây, sao rơi lủng củng. Đây. Đấy, có thêm một cái dây sạc ở đây nữa. Còn lại là không còn cái gì nữa. Hết rồi. Đấy, dây sạc là dây sạc, dây sạc Type-C Lightning đàng hoàng. Đó, dây sạc Type-C Lightning nhé. Em nhớ không nhầm là nếu hôm trước bạn em mua ở Việt Nam một cái AirPods Pro ấy, thì tai nghe dây sạc chỉ là USB Lightning thôi. Đây là dây sạc Type-C Lightning rất là hiện đại luôn. Còn là chiếc tai nghe thì đây, màu Matte Black. Matte Black. Đó. Một cái màu đen sần sần này. Một cái màu đen sần sần. Bản lề nhìn rõ hàng rep này. Bản lề nó là bằng nhựa, được phun màu bạc chứ không phải là bản lề màu bằng lốc như tai xịn. Có hơn 500 rồi mà. À, cái này cũng là sần sần luôn. Nó sần sần theo kiểu nhung nhung các bạn, như kiểu cao su ấy, sờ rất là thích luôn. Đấy nhá. Đó. Ồ, rất là cao cấp luôn nhá. À. Cảm tưởng rất là cao cấp luôn. Cao cấp hơn là cái tai nghe rep mà mua 800.000 ở Việt Nam ấy. Không có sáng điện nhỉ. Rồi, em sẽ sạc điện nó một chút thử xem nào nhá. Ấy ạ, bây giờ em sẽ thử kết nối xem như nào nhá. Sản phẩm này ấy, thì nó kết nối được rất là đơn giản thôi, chỉ cần mở nắp và power up nó hiện lên và ấn kết nối là xong. Đó, bảo tôi đã bật sẵn đấy. Ok. Bảo tôi bật sẵn rồi. Mở thôi nào. Đấy, mày không? Ok, ấn vào này nhá. Kết nối này. Giữ mặt sau này. Đấy, giữ nút ở mặt sau ấy. À, kết nối.
Nhất là đấy, kiểm soát khử tôi ngồi đây nó hướng dẫn này. Ok, em cho lại nhá. Này, báo pin được này bác này. Ô, sao không báo pin ở đốc này, cho lại cho này. Ok, cho lại nhá. Đây bác này. Mở này. À, pin ở đốc chỉ còn 9% thôi. Đây bác này, mở này. Đó, có thế rất là nhạy không. Ok, bây giờ kia nó sẽ đổi tên thế nào nhá. Đó, cái này thì nó đổi được tên. Và nó có định vị luôn. Đây. Đổi tên này. À. Đấy, có thử tiếng ồn này, thu âm, xuyên âm này, và tắt chế độ này. À, đổi tên này, mặt tên black này. Đó, còn đây không? Đổi tên luôn. Đấy, định vị xem nào. Đây, chế độ định vị của nó sẽ nằm ở trong phần tìm iPhone đấy nhá. Cho phép này. Đó, các bạn nhìn không? Đấy, đó là định vị chiếc tai nghe này. Đấy, định vị luôn. Đó, bạn thấy không? Phát âm thanh. Đấy, có tít tít này. Đấy, tai nghe có kêu tít tít luôn. Đấy, mà y xị luôn, không khác xị thế nào. Mỗi tội là màu đen thôi. Thực ra là em thấy cái màu đen lạ quá em đặt thôi. Chứ nếu cái màu trắng thì thực ra các bác biết đầy rồi. Bây giờ em sẽ nghe thử và sẽ đánh giá chất lượng tai nghe xem như nào nhá. Nói chung là chất lượng của nó thì chất lượng nghe nhạc ấy thì thực sự là nó không bằng con này đâu. Nghe nhạc ấy không bằng con Jabra Rep này. Mà nó ở cái mức độ trung bình thôi. Thực ra con này nó giá nó cũng rẻ hơn. Có một cái điều là em thấy cảm giác nó khá là cao cấp. Rất là cao cấp ấy, cảm giác như hàng xịn luôn. Bởi vì là em có mượn được bạn em cái này. Đây. Mượn được bạn em cái này. Và em kiểm tra thấy thì cái này cảm giác nó không ngon bằng. Cái này. Cái màu trắng mà bạn em mua với tổng khoảng 8-900 ấy. Đây. Đây, bác thấy nhá. Đây này. Bác khác nhau như này này. Đấy, ngay từ bên dưới nó khác này. Và cầm nó rất là cao cấp. Cái cảm biến mà vỗ chuyển bài các thứ ở trên này thì bình thường thôi. Nó chỉ như con này thôi. Đấy. Nó chỉ như con màu trắng thôi. Nhưng mà cái tai thì thực sự thấy đẳng cấp hơn. Và cái giá nó lại rẻ hơn. Nhưng mà cái bao này, cái bao này của hàng màu trắng thì nó như này cơ. Đấy, đẹp như thế này. Đấy nhá. Nhưng cái màu trắng này thì nó không có cái màng bảo vệ. Đây này, màu đen nó có cái, mỗi cái nó lại có một cái màng bảo vệ như thế này. Đấy nhá, bằng nhựa. Đây em tháo cho bác xem. Đây này, bằng nhựa như thế này. Còn màu trắng này chỉ như bình thường này thôi. À, còn là y xịn luôn. Đó, các bạn là gì không? Có một cái lớp bảo vệ bằng lưới đây này. Thì mỗi con tai theo nó đều có một cái nữa. Đấy, có nghĩa là lắp vào nó sẽ là hai lưới bảo vệ luôn. Đấy nha, đó, y xịn luôn. Còn cái con tai mà hàng rep mà bạn em mua ở Việt Nam 800 này thì nó chỉ như một cái nút tai bình thường thôi. Lắp cái nút tai của chiếc tai Jabra này cũng vào được. Đấy. Cũng vào luôn. À, em thấy cái tai Jabra này thì mua 1.000.000 thì không bỏ này. Cảm thấy không xứng đáng nhưng mà thực sự là cái tai tai này thì xứng đáng ấy. Đây cái cách thì em lắp vào rồi đây. Đó, lắp vào rất là xịn nha. Các bạn thấy không? Thích nhất là nó theo thêm một sợi cáp USB Type-C Lightning như này nữa này để em dùng cho được sạc nhanh. Rất là thích cái việc này luôn. Đó, tai nghe rất là xứng đáng, mua cái giá chỉ tầm 600.000 thôi. Ở Việt Nam thì thấy mấy ông bán chiếc tai này, tai nó không có màu đen. Ở Việt Nam thì em không thấy ông nào bán màu đen. Chiếc tai tai màu trắng này thì là khoảng 8-900. Rẻ thì 700-700. Còn cái này chỉ có 600 thôi mà cảm ơn xịn hơn rất là nhiều nhá. Đó, các bạn muốn mua tai nghe AirPods Rep 1 thì cứ lên Shopee thôi. Tìm một địa chỉ ở Trung Quốc thì tìm cái mua cái tai nghe màu đen này, xứng đáng luôn. Chứ còn cái tai nghe màu trắng này thì em thấy đây thì nó chán hơn nhiều. Đây nó xịn hơn rất là nhiều, cảm giác xịn rất là nhiều nhé các bác nhá. Ok, chất lượng âm thanh thì bình thường, chỉ gọi là nghe ổn thôi. Ổn rồi, cảm ơn các bác xem clip nhá. Có phản hồi gì hay là có muốn em mua thêm cái gì nữa thì cứ comment đây. Yêu cầu em mua em sẽ mua cho các bác xem luôn nhá. Em thừa tiền mà. Tạm biệt các bác nhá.